bạn đã trở lại với S Channel và có thể là S Game. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một tựa game mang tên là Tiny Archer. Tiny Archer hay Tiny Archer? Ok, nhưng mà về các bạn thì tựa game này tiếng Việt dịch ra là cung thủ bé nhỏ. Đấy, đây, ba cung thủ ở đây. Thì chúng ta sẽ nhập vai vào một trong ba cái thằng cung thủ bạn ấy. Càng lên level cao thì các bạn sẽ càng unlock được nhiều cái loại cung thủ với những cái kỹ năng khác nhau. Đây là những cái con quái vật này, nó sẽ tiến đến chiến thành của chúng ta và chúng ta sẽ phải diệt những cái con quái vật này. Nó đỉnh lắm quá nhỉ. Đây, thì ba con Archer này thì hiện tại bây giờ mình mới unlock được có mỗi cái thằng Adam này thôi. Thằng này nhìn hơi xấu. Kiểu trẻ con ấy, đúng kiểu Tiny Archer luôn. Hiện tại bây giờ mình đang chơi đây 7 rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp. Đây là giao diện của trò chơi, có thể là 3D khá là đẹp. Chúng ta vào vai cái thằng cầm cung và thủ ở cái chiến thành này và bắn. Các bạn phải ngắm cho nó chuẩn. Đây là những quân địch di chuyển cho nên là các bạn sẽ phải bắn rất là chuẩn. Chết thôi, đông quá. Đó, headshot của mấy là headshot đấy. Quân địch di chuyển cho nên là các bạn nên ngắm trước một chút. Yeah, headshot, headshot. Đồ họa rất đẹp đúng không? Máu mè và toét toét luôn. Headshot. Trong cái tựa game này thì số lượng các mũi tên là có hạn cho nên là các bạn sẽ phải cố gắng bắn được thật nhiều headshot. Headshot thì một phát chết luôn. Còn nếu như các bạn bắn vào chân hay là vào người thì sẽ phải mất 2 đến 3 phát thì nó mới chết. Cố gắng ngắm rất cho chuẩn. Các bạn sẽ để thấy chỉ cần đặt cách cái chân. Ôi cái thằng này đang bắn cung này, nó có khả năng bắn lại mình. Đó, mình cũng có máu. Ôi chết rồi. Oh my god. Ok, headshot nó chết rồi. Con chó này nó có khả năng bắn mình các bạn ạ. Ngắm cho chuẩn. Đó, headshot. Rồi, thằng này là thằng có khả năng cầm khiên thì mình sẽ có một cái vũ khí là phá giáp ở đây. Cái mũi tên phá giáp này. Oh, chết rồi, con thằng nó đang phi đến. Chết rồi. Các bạn thấy là cái range bắn của mình nó chỉ đến đây thôi và không bắn được thằng kia. Mình sẽ phải chấp nhận để nó ở đấy. Nó sẽ đợi cái thằng này nó đến cùng và hai thằng nó sẽ công kênh nhau lên để leo lên thành của mình. Đây, mình sẽ kệ cho chúng nó công kênh nhau để các bạn thấy. Đấy, thì hai thằng ghép vào với nhau thì chưa đủ để lên thành. Tôi chết rồi, ba thằng không biết đã đủ chưa. Thôi nó đủ rồi, nó giết mình rồi. Đó, các bạn thấy là khi mà chúng ta không bắn được chết cái con từ xa thì nó sẽ tiến đến gần mình và chúng nó sẽ leo lên thành của mình và nó hiếp dâm mình, thâm mông mình các kiểu. Ok, vào cái phần thợ rèn. Ở cái phần thợ rèn thì chúng ta sẽ có thể mua những cái loại cung khác nhau. Ở đây thì chúng ta có thể mua được rất là nhiều loại cung khác nhau. Ở đây mình đã đủ tiền để mua cái loại cung này rồi. Ok, càng nhiều cung ấy thì thực ra là mỗi một cái loại cung mới thì nó sẽ có đam to hơn này và khả năng chứa mũi tên nó cũng nhiều hơn. Cái cung này thì chứa được tận 60 cái mũi tên cơ và 10 mũi tên đặc biệt. Mũi tên đặc biệt thì chính là cái mũi tên phá giáp ban đấy. Ok. Ôi chưa bắn gì rồi. Nào, tập trung. Headshot. Headshot. Ôi chưa rồi, không được. Đó, các bạn thấy là nó chỉ chậm lại thôi, nhưng nó không chết ngay. Chết rồi. Đó, bạn nếu bắn vào chân ấy thì nó sẽ chỉ đứng im lại. Đứng vào chân là nó đứng im lại luôn. Các bạn thấy ở đây có một cái bản đồ này thể hiện là quân địch đang đến gần. Chết đi. Chết rồi, chỉ bắn vào chân thôi. No. Headshot. Đó, cái lúc mà bắn vào chân rồi thì nó sẽ đứng im lại và chúng ta sẽ khá là dễ bắn. Chết đi em. Đổi sang mũi tên có khả năng xuyên giáp. Đó, các bạn thấy không, nó chết luôn. Với mũi tên xuyên giáp, nhưng mà mũi tên xuyên giáp thì sẽ chỉ có giới hạn thôi. Chỉ có khoảng 10 viên thôi. Oh no. Mũi tên xuyên giáp mà không bắn trúng đầu thì nó cũng không chết đâu. Đây, mình còn phải diệt 16 thằng nữa. Rồi, pha thì quá chuẩn luôn. Chuẩn không? Chuẩn. Pha này có headshot không? Nào, oh no, chết rồi, mình chỉ bắn vào chân nó thôi. Nó đứng im lại rồi. Đó, thế nếu bắn không chuẩn thì sẽ phải 3 phát mũi tên thì nó mới chưa hết cơ. Chết đi game. Còn 11 con nữa. 11 thằng nữa. Chết đi em. Yeah, ôi chết rồi, không headshot. Ok, chết đi em. Sau này thì khi mà chúng ta lên level thì chúng ta sẽ có thể unlock được những cái skill khác nhau. Có thể là những cái loại đóng băng hay là những cái skill kiểu bắn lan các kiểu. Oh no, cái khiên nó rất là dày, mình phải bắn 3 phát thì khiên mới đổ. Chết không? Không chết, fuck. 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 Ok, thằng này nó rất là ngu. Cái nó che cái khiên nhưng lại không che được cái chân. Rất đẹp. Nhưng cái lúc mà mình bắn headshot ấy, nó sẽ tinh chuẩn, nó có cái phần 3D rất đẹp.
Lại một phát nữa. Oh yeah. Chết đi em. Mình bắn khá là chuẩn đúng không? Nãy giờ bao nhiêu phát headshot rồi đấy? Trời ơi, trời ơi, xin rồi. No. Ok. Thôi xin rồi, xong rồi, con đi này nó có kiên. Oh, oh no, nó lại không. Thế rồi còn có 9 mũi tên thôi, 8 mũi tên. Còn có 8 mũi tên thôi, mình chỉ còn. Ok, rất may là đã hết quân địch và như vậy là mình sẽ chiến thắng. Cái bạn này khá là dài. Ok, mình đã lên level 8. Đến đây thì mình sẽ kết thúc video tại đây để các bạn có thể thoải mái tải tựa game này về và chơi thử. Tựa game mang tên là Tiny Archer, nó hoàn toàn free ở trên iOS cũng như là Android mà thôi. Chúc các bạn vui vẻ với Tiny Archer. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.